sẽ cho chút xíu hạt nêm vào nha các bạn. Khi mà nước dùng mình nó đã sôi thì mình sẽ cho tất cả các cả thịt vào. Bạn sắp hoàn thiện rồi nè, rất là ngon luôn á. Đây, cái nồi bánh canh mình đã hoàn tất rồi nè các bạn. Giờ sẽ cho chút xíu hành ngò vào nữa nha, tiêu lên lớp trên trước thôi. Thơm quá trời luôn. Bây giờ bỏ vô nó sẽ tăng hương vị của cái nồi bánh mình lên, tiêu nữa. Mình sẽ cho một chút xíu giá mình đã luộc rồi nè, trộn sơ rồi nè, rất là hấp dẫn nha. Cảm ơn cô chú và anh chị các bạn đã. Chén của ai vậy? Đây các bạn, đây là chén nước mắm trong. Đây là chén nước mắm trong ha. Đây là ngò, hành, còn đây là tô của mình nè, có giá nè, ớt. Đây là hai tô bánh canh bồ câu nha các bạn, bánh canh bột sắc bồ câu. Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món là bánh canh bột gạo sắt ha. Nguyên liệu của mình thì gồm có là bột gạo. Đây là mình mua loại bột gạo ha, bột gạo Taki Food 400g. Tiếp theo của mình đó là bột mì ha. Bột mì này là 60g. Và đây là chén nước sôi, nước đun sôi nha các bạn. Và trước tiên là mình sẽ cắt cái bịch bột gạo này ra, bỏ vào tô này. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần bột mì này vô. Mình sẽ chừa lại một miếng, mình đã chừa lại một miếng để mình bỏ vào cái khi mà mình sắt một bánh canh á, mình trải lên một cái lớp lên cái bàn sắt của mình để cho nó đừng có dính. Bột mì vô hết nha, mình trộn đều lên. Sau khi là mình đã trộn đều hỗn hợp bột mì và bột gạo, bây giờ mình sẽ chế nước sôi từ từ vào ha. Lấy được cái muỗng không Ngọc, từ từ nha các bạn, không có gấp, mình chế nhiều quá nó sẽ bị nhão. Quậy nhẹ nhẹ nha con. Quậy đều lên. Mình đã chế đủ rồi, lượng nước vừa để trộn vào. Bây giờ mình sẽ trộn lên cho thiệt là đều tay cho nó dai nha các bạn. Đây là cái phần bột mình đã trộn rồi nè các bạn. Nó vừa ha, nó không nhão quá mà nó cũng không khô quá. Bây giờ tiếp theo á là mình sẽ ủ bột, ủ khoảng 15 đến 20 phút ha. Cho bột nó mịn, nó nở ra. Tại vì đây mình trộn bột bằng nước sôi á. Giờ mình sẽ ủ khoảng mình ủ khoảng 20 phút. Sau đó mình sẽ lấy ra, mình trộn tiếp nữa. Sau khi mình đã cái phần bột này mình đã ủ được 30 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhồi chút xíu nữa. Và mình sẽ ủ thêm khoảng 10 phút nữa nha. Là tổng cộng cái phần bột này là khoảng 25 đến 30 phút. Rồi sau 10 phút mình đã ủ lần thứ hai ha. Bây giờ mình sẽ tráng bánh và mình sẽ sắp có cái con bánh canh ra.
sẽ làm bằng thớt nha các bạn. Rồi kiểm tra bò một cái nữa coi nó như thế nào ạ. Rất là mịn rồi, mềm rồi. Bây giờ mình trước tiên là mình sẽ rải một lớp mà bột mì còn lại đó, rải lên cái thớt này để còn chưa bị cán nó không có dính. Tắt bếp mình vớt cái bánh canh sắt nha các bạn. Cái bánh canh sắt này các bạn. Mình lấy ra mình để cho ráo nha các bạn. Hôm nay mình mặn thịt bồ câu. Mình dự định làm món là bồ câu nấu bánh canh nước cốt dừa. Món này chắc nghe hơi lạ, tại vì thường bánh canh á là mình nấu với thịt vịt xiêm, thịt giò heo, cua, giống như lúc trước mình đã chia sẻ đó. Nhưng bữa nay mình lại phát cách mình nấu với bồ câu, không biết là nó sẽ như thế nào đây. Giờ mình sẽ chặt thịt bồ câu ra nha. Cái dĩa thịt của mình nha. Bây giờ mình chuẩn bị chế biến món bánh canh vịt bồ câu của mình đây. Rồi trước tiên là mình sẽ bắt cái nồi nước cốt này lên ha. Nước cốt này mình dắt làm nhiều nước, mình phải chừa ra cái phần nước cốt đậm đặc để sau khi mình nấu lần cuối á. Đây nè, là cái tô nước cốt đậm đặc của mình nấu lần cuối mình sẽ đổ vô cho nó ngon nha. Thì mình sẽ đợi cho nó sôi, mình sẽ làm khâu tiếp theo là mình sẽ xào sơ thịt bồ câu. Mình đã cho hành phi, củ hành và phi thơm, mình sẽ cho phần thịt bồ câu vào xào thơm nha các bạn. Thơm quá. Mình xào cho nó săn lại ha. Mình đã xào xong rồi, nồi cảnh xong rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cho nó qua cái nồi nước dùng của mình ha.
cái nồi nước dùng mà nó đã sôi thì mình sẽ cho tất cả các thực cảm thịt vào. Mình sẽ không đậy nắp nha, tại vì đây là có nước cốt, với đậy nắp đó, thì nó sẽ bị gà bên ngoài để nó sôi lên. Các bạn sắp hoàn thiện rồi nè, rất là ngon luôn á. Đây vẫn còn bánh canh nè, nhìn rất hấp dẫn. Mình đợi cho nó sôi lên chút xíu nữa ha. Canh của mình đã chín rồi nè các bạn, giờ mình sẽ chế cái phần nước cốt vô ha. Sẽ rất là béo và ngon đây. Mình sẽ ăn kèm với giá nữa, giá sống mình trộn sơ. Khi mà chế nước cốt vô thì cái màu nó nhìn rất là, nhìn là biết béo rồi. Chút xíu hành ngò vào nữa nha, tiêu lên lớp trên cho nó thơm, thơm quá trời. Bây giờ bỏ vô nó sẽ tăng hương vị của cái nồi bánh mình lên. Tiêu nữa, tắt bếp nha. Mình sẽ múc ra một tô. Một chút xíu giá mình đã luộc rồi nè, trộn sơ rồi nè, rất là hấp dẫn nè. Cảm ơn cô chú và anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi cái chia sẻ của mình. Mình hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người có một ngày thật là cuối tuần thật là vui vẻ. Chén của ai vậy? Đây này các bạn, đây là chén nước mắm trong. Đây là chén nước mắm trong ha. Đây là ngò, hành. Còn đây là tô của mình nè, có giá nè. Đây là hai tô bánh canh bồ câu nha các bạn, bánh canh bột sắc bồ câu. Đây có giá nè, huyết nè, thịt bồ câu nè, thịt bánh canh. Bên này thì cũng vậy nha các bạn. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Béo các bạn ơi, và ngọt nước lắm các bạn. Bánh canh nó ngon hơn bánh, ngon hơn vịt xiêm nha các bạn. Nó giống như bánh canh vịt xiêm nha, nhưng mà bộ câu thì nó đặc biệt hơn. Cái này là miếng tấu hả? Ừ, nó thơm hơn và nó ngọt hơn. Bánh canh vịt heo cũng ngon. Giò heo á, bánh canh nhà heo nó ăn, nó ăn, bánh canh nhà heo nó ăn dai dai hơn hả? À.
Chúc mọi người có làm có một clip về bánh canh bồ câu thật là ngon giống như bánh canh của mình làm nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh Cuộc Sống Kinh Thơ Giang. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người.